Trưa ngày 20 tháng 4, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Đà Nẵng vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ cướp ngân hàng trên đường Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một đối tượng đã xông vào chi nhánh ngân hàng VietinBank trên đường Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Lúc này, tại đây đang có một số nhân viên và bảo vệ ngân hàng. Theo lời của một nhân viên, khi ập vào ngân hàng, kẻ cướp đã kéo cửa xuống. Tuy nhiên, cánh cửa này lại mắc kẹt bởi chiếc ghế mà bảo vệ hay ngồi. Nghi can đã cầm một vật giống như roi điện và ném bao yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào trong. Quá trình cướp, đối tượng này liên tục đe dọa. Sau khi lấy hết tiền trong ngăn bàn, người này tiếp tục chuyển sang quầy thu ngân thứ hai yêu cầu tiếp tục giao tiền. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng công an Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng chục cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát hình sự công an quận Hải Châu, phòng cảnh sát hình sự công an Đà Nẵng, phòng kỹ thuật hình sự đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ việc khu vực này đang được phong tỏa nghiêm ngặt